Trời hàm răng quá. Đấy, cho em cứ cầm thôi. À, phải phải nữa chứ nhở? Hay phải phải để ra chứ? Để thoáng tiền hai chồng. Cảm ơn Huy nha. Bác bác Hải ở bên Mỹ với lại cháu Trang, con đó là con dâu nhà chị nhá. À, ý là gì này, bác Hải 100 với cháu Trang 50.000 là tiền đô đó nha. Bác Hải với cháu Trang bác Hải với cô Trang, đây là tiền của bác Hải với cô Trang. Ở Huế, ở bên Mỹ á, có thấy hoàn cảnh của gia đình cháu chồng thì ốm á, thì cũng khó khăn nên là có đi xin của các cháu làm cùng ở trong tiệm á, được một ít tiền để giúp đỡ cho gia đình cháu. Thì bữa nay thay mặt cho ở Huế bên Mỹ thì ông Giang để ra số tiền cho Trang là vợ của cháu á, thì cháu cũng không nói được, không ngồi dậy được, nên là ô Sang để ra số tiền cho Trang. Tiền cho Trang là cô Huê là 100 đô la Mỹ với lại cháu cháu Huyền Minh Khư là 150 với cháu Tài là 50 đô với khoảng mấy cháu thì ở trong cũng trong tiệm á, thì là số ít tiền nữa thì tổng cộng là được 9.500.000 thì cô bao tiền đấy cháu đếm tiền đến. À, cháu cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn cô Huê đã thấy vợ chồng cháu khó khăn giúp đỡ, đã xin các cháu ở trong tiệm làm cùng cô là anh Tài với cháu Huỳnh với Huỳnh Minh Thư cháu cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn cô Huê đã thấy vợ chồng cháu khó khăn giúp đỡ, đã xin các cháu ở trong tiệm làm cùng cô là anh Tài với cháu Huỳnh với Huỳnh Minh Thư cháu và các cháu trong tiệm này.